Để lấy coi như bài 1 đi, ôn lại một chút thôi. Bài 1. Thực hiện được chia. Chia ra thức. Ý A, người ta cho đó là 3 ấy, mở ngoặc 3x cộng với 4 2x mũ 4 2x mũ 4 trừ đi 3x mũ 3 trừ đi 2 đóng ngoặc chia cho cái ra thức đó là 1 trừ đi x bình phương. Mình làm hai ý này thôi. Thế để thực hiện cho chia đa thức cho đa thức thì mình sắp xếp đa thức bị chia và đa thức chia theo thứ tự giảm dần của biến. Rồi thực hiện cho chia như chia số tự nhiên thôi nhá. Cụ thể này, mình có là cái đa thức bị chia, mình có 2x mũ 4 là bậc cao nhất nhá. Trừ đi 3x mũ 3 này. Rồi đến bậc 1 đó là 3x này cộng với 3x này. Rồi trừ đi 2, được chưa ạ? Rồi mình kẻ ngang, kẻ thực hiện cho chia này. Kẻ như chia số tự nhiên thôi. Còn đa thức chia đó là đa thức này thì âm x bình phương phía trước này rồi cộng 1 phía sau này, như vậy mình sắp xếp như này nhá, được bây giờ mình thực hiện cho chia thôi. Ta lấy hạng tử có bậc cao nhất của đa thức bị chia, chia cho hạng tử bậc cao nhất của đa thức chia 2x mũ 4 chia cho âm x bình phương, 2 chia cho 1 được âm 2, x mũ 4 chia x mũ 2 thì được x bình phương. Bây giờ mình nhân ngược trở lại nhá, âm 2x bình nhân x bình thì được 2x mũ 4, được chưa nào? Rồi, âm 2x bình nhân với 1 được âm 2x bình, thì viết thẳng cột ở chỗ này, khuyết này, viết bậc quên chưa bỏ trống cái này, thì ta viết thẳng đây nhá, là âm 2x bình phương. Đấy. Các hạng tử cùng bậc thì viết thẳng cột, nhưng mà hạng tử nào mà khuyết bỏ trống chỗ này mình quên mất không bỏ trống này, đây cũng là rút kinh nghiệm. Rồi, ta kẻ ngang rồi đặt phép trừ thôi. Kẻ ngang. Rồi, đặt phép trừ để tìm dư. Này trừ e hết rồi, còn lại là trừ 3x mũ 3 hạ xuống này. Này trừ thành cộng này, trừ trừ thành cộng này. Cộng 2x bình phương này, rồi hạ 3x xuống này, cộng 3x này, trừ 2. Đó. Rồi, như vậy đây là dư thứ nhất, ta lại lấy dư thứ nhất chia cho đặt phép chia. Thì ta lấy hạng tử có bậc cao nhất này, âm 3x mũ 3 chia cho âm x bình thì được âm chia âm thành dương, tức là cộng 3. Đối với biến này, x mũ 3 chia x mũ 2 được x mũ 1, tức là x. Nhân ngược trở lại thì ta được là 3x nhân với trừ x bình được trừ 3x mũ 3. Đây là nhân với 1 thì được 3x trở thành cộng 3x. Rồi mình lại kẻ ngang để tìm dư. Đây là tập hợp trừ này. Cái này trừ này hết rồi, cái này còn là hạ xuống thôi, 2x bình phương không cần viết dấu cộng nhá, cái này trừ này hết nhá, còn là trừ 2x trừ 2. Như vậy đây là dư thứ hai. Ta lại chia tiếp, bởi vì bậc của đa thức dư, bậc cao nhất của đa thức dư thì nó vẫn còn bằng bậc của đa thức chia, được chưa? Chia tiếp 2 chia cho âm 1 được âm 2, x mũ 2 chia x mũ 2 được 1, như vậy được kết quả thương là âm 2, âm 2 nhân ngược trở lại thì là được âm nhân âm bình dương, tức được 2x bình phương đây trừ 2. Đó. Rồi ta kẻ ngang rồi đặt trừ và kết quả là bằng không. Như vậy kết quả mình được thương nó là cái đa thức này, đó là âm 2x mũ 2 cộng 3x trừ 2 nhé. Vậy ta kết luận này, vậy có hai cách trình bày thì trong trường hợp này chia hết thì mình viết này đi. Mở ngoặc 3x cộng 2x mũ 4 này trừ đi 3x mũ 3 này trừ đi 2 đa thức chia cho đa thức 1 trừ x bình phương thì nó bằng bằng cái đa thức này thương này là bằng âm 2x mũ 2 cộng 3x rồi trừ 2. Đó. Thì đây cũng là một cách kết luận nhá. Rồi, đây xong câu A. Như vậy trong phần phần này thì chú ý này, đối với việc sắp xếp đa thức theo chiều lũy thừa giảm dần của biến thì hạng tử khuyết bậc bậc 2 này, bậc 2 khuyết này, thì phải đặt khoảng cách ra, mình quên mất mình không đặt, do đó nó bị chèn chỗ này một chút nhưng vẫn kịp xử lý nhá. Để chống nha nhá, hạng tử khuyết bậc để chống, lẽ ra được bậc
4, bậc 3, bậc 2, nhưng bậc 2 không có thì phải để cuộc sống nha. Ý B B viết sang đây nha, ý B. Ý B người ta cho cái đa thức đó là 5x mũ 4 này, 5x mũ 4 trừ 1 trừ đi 3x mũ 5. Tất cả cái đa thức này chia cho đa thức đó là mở ngoặc x trừ đi x bình phương cộng với 1. Đấy, đối với đa thức vị chia và đa thức chia đều chưa sắp xếp, bây giờ mình sắp xếp nhá. Và đây bậc cao nhất là 5 này, xong bậc 4, bậc 3, bậc 2, bậc 1, xong bậc 0, đây bậc 0 nhá. Như vậy mình phải để trống ra nhá. Như vậy mình sẽ có này. 3 âm 3x 5. Được chưa? Cái hàm từ này là cả cái dấu âm mình nhá. Rõ chưa nào? Âm 3x 5 nhá. Rồi cộng với 5x 4 này, 5x 4. Rồi, để trống bậc 3 này, để trống bậc 2 này, để trống bậc 1x này, chỗ này trừ 1 là bậc 0 này. Đó, rõ chưa nào? Để trống chia cho cái đa thức chia thì ta sắp xếp lại này. Âm x bình phương viết trước này, cộng x rồi cộng với 1. Đó. Bây giờ mình thực hiện thức chia. Ta lấy hạng tử có bậc cao nhất của đa thức bị chia chia cho hạng tử có bậc cao nhất của đa thức chia. Đó là âm 3x mũ 5 chia cho âm x bình phương, âm chia âm bình dương được hệ số là 3. X mũ 5 chia x mũ 2 được x mũ 3. Rồi, bây giờ mình nhân ngược trở lại tiền dư này. 3x mũ 3 nhân với âm x bình thì lại được âm 3x mũ 5. 3x mũ 3 nhân x thì được 3x mũ 4 cộng 3x mũ 4. 3x mũ 3 nhân với 1 được 3x mũ 3. Viết thẳng cột ở đây cộng 3x mũ 3. Đó. Rồi ta kẻ ngang, ta tìm dư. Đặt dấu trừ, đấy, nhớ có dấu trừ nhá. Này trừ này hết rồi. 5x mũ 4 trừ đi 3x mũ 4 này, 5x mũ 4 này trừ cho 3x mũ 4 thì còn 2x mũ 4 này. Đây là 0x mũ 3 trừ đi 3x mũ 3 được trừ 3x mũ 3 đó. Chỗ này hạ xuống thôi, trừ 1. Như vậy đây cái đa thức này là đa thức dư. Thứ nhất ta lấy hạng tử có bậc cao nhất của đa thức dư này chia cho hạng tử có bậc cao nhất của đa thức chia. 2x mũ 4 chia cho âm x bình phương được âm 2x bình phương, đúng không? X mũ 4 chia x bình phương mà. 2 được x mũ 2. Giờ nhân ngược trở lại nha. 2 là thành 2x mũ 4 này. Âm 2x bình nhân x thì được âm 2x mũ 3, viết thẳng đây, âm 2. À chỗ này mũ mũ 3, mũ 3 nhá. Chỗ này mũ 3 thì viết nhầm, mũ 3 là mũ 3, à, âm 2x mũ 3. Để sửa lại chỗ âm 2x mũ 3 nhá. Đấy, âm 2x bình phương nhân với 1. Âm 2x bình phương nhân với 1 là âm 2x bình này, sau mũ 3 là mũ 2, âm 2x mũ 2. Rồi, ta kẻ ngang để tìm dư cái cẩn thận không nhầm. Đây là đặt dấu trừ này, cái này trừ này hết. Này, chú ý dấu này. Âm 3x mũ 3 trừ cho trừ 2 tức là cộng 2x mũ 3. Thì âm 3 cộng 2 là âm 1 tức là âm x mũ 3, không viết số 1 nhá. Rồi, cái này trừ 0x mũ 2 trừ 2x mũ 2 thành cộng 2x mũ 2. Chỗ này hạ xuống thôi, trừ 1. Đấy. Như vậy đây là dư thứ hai. Được chưa? À, tiếp tục chia này. Âm x mũ 3 chia cho âm x bình phương thì được dương x là nhân ngược nhá, hai x nhân với âm x bình phương là âm x ba, âm x mũ 3 x nhân x được x bình phương cho là cộng x bình phương ở đây, x nhân 1 được x, viết thẳng đây cộng x kẻ ngang để tìm dư là tôi trừ cái này hết, cái này trừ đi còn là x bình phương, thế nào hai x bình phương trừ x bình phương mà. Cái này không x trừ x là được trừ x. Mình nhầm rồi. Trừ x. Cái này là cộng trừ 1 hạ xuống, được chưa? Có vẻ như nhầm dấu à. Tí nữa kiểm tra lại nha. X bình phương chia âm x bình phương thì được trừ 1. Trừ 1 này. Trừ 1 nhân âm x bình phương là được x bình phương, chỗ này là nhân lên ra được là trừ x này,
trừ x này đúng không? Cho này nhân với này, trừ trừ một đúng không? Đấy. Được chưa? Rồi mình kẻ ngang rồi là ta trừ, may quá thế là chia hết đúng không? Đấy. Trừ cái này trừ hết, này trừ hết, trừ hết một không. Đấy. Vậy kết luận giống như kia thôi. Ở đây thì thấy kết luận kiểu khác nhá. Ví dụ mình kết luận là vậy, có cách khác đó là mình kết luận là cái đa thức bị chia bằng đa thức thương như nó chia. Ví dụ mình viết là cái đa thức 5x mũ 4 này trừ đi 1 này, có thể sắp xếp cũng không biết sắp xếp cũng được, trừ 3x mũ 5 này bằng bằng tích của đa thức thương như đa thức chia. Đa thức thương đó là mở ngoặc 3x mũ 3 trừ đi 2x bình phương cộng x trừ 1 nhân với đa thức chia đó là mở ngoặc âm x bình phương, hoặc là viết ra thức chia cũng được, âm x bình phương cộng x cộng 1. Đấy. Như vậy đây là viết kiểu này, kiểu này là kiểu đa thức ax thì bằng đa thức qx, qx nhân với đa thức bx đấy. Đấy. Đấy nhá. Được chưa? Dư được không? Đấy, cách viết này cách khác nhá. Viết cách nào cũng được, được chưa nào? Rồi, như vậy là mình ôn lại cái phần chia đa thức thì thầy lưu ý là mình sắp xếp các đa thức bị chia và đa thức chia theo chiều lũy tự là biến biến chỗ nào quyết bậc thì có trống nhá. Thông thường em chia chú ý về dấu này, có trừ này, chú ý về dấu. À, bài 2 này, phải chữa nhá. Bài 2, người ta vừa tìm m, thì giá trị của m đấy. Để đa thức ax chia hết cho đa thức bx. Trường thứ nhất ý A, người ta cho cái đa thức AX, AX của mình bằng 8X bình phương trừ 26X cộng M. Và đa thức BX người ta cho đó là đa thức BX bằng 2X trừ 3, 2X trừ 3. Được chưa? Người ta thực hiện các chia, chia đa thức A cho đa thức B như bình thường. Sau đó là mình ép cái phần dư đi bằng 0, thế là xong thôi nhé. Cụ thể này, ta có nhá, đó là 8x bình phương trừ đi 26x cộng m. Do m nó là một cái tham số nên có thể xuất hiện cái hằng số cụ thể, nên là mình để cách ra một chút. Cách ra một chút này. Rồi mình thực hiện chia như chia ở bài số 1 vừa sau. Đã thức chia đó là 2x trừ 3. Giờ mình chia nhá. 8x bình phương chia cho 2x thì được thương là 4x đúng không? 4x nhân với 2x được 8x bình phương, 4x nhân với trừ 3 được trừ 12x, trừ 12x vượt ra thẳng cột. Rồi mình kẻ ngang, rồi đặt các trừ để tìm dư thứ nhất, đặt trừ, cái này trừ ra hết, này, trừ trừ thành cộng này, chú ý dấu này, thành cộng, tức là âm 26 cộng với dương 12 hệ số nhá, thì bằng âm 14, âm 14x, âm 14x này, rồi hạ m xuống này, cộng m, giờ âm 14 chia cho dương 2 thì được âm 7. X chia x được 1 như vậy được 7 thôi đúng không? Âm 7 nhân với 2x âm 14x. Rồi. Âm 7 nhân với âm 3 được dương 21 cộng 21 đây. Rồi mình kẻ ngang và đặt các trừ để tìm dư. Đó. Cái này trừ này hết, cái này là còn là m trừ 21 được chưa? Như vậy m trừ 21 là số dư. Đây bậc là bậc 0 rồi, kém bậc này rồi không chia được nữa. Thì ta lập luận thôi, để đa thức A, để đa thức AX mà chia hết cho đa thức BX thì mình ép cái hệ số cái phần dư này đó là M trừ 21 bằng 0, bằng 0, được chưa? Thế là suy ra được là M sẽ bằng 21. Đấy, kết luận thôi. Vậy ta tìm được M bằng 21 thì cái đa thức AX chia hết cho đa thức BX. Rồi, thế là xong. Cách làm như vậy nha. Ý B nhá. Ý B, thầy sẽ tiếp một ý nữa. Ý B, ta điểm lại thôi. Vì phần này mình ôn khá kỹ ở phần đề cương rồi. Ý B, người ta cho đa thức AX của mình bằng X mũ 3 này, trừ đi 13X này cộng m, và đa thức bx của mình bằng
A thức BX này là cho x bình phương cộng 4x cộng 3. Đó. Ta cũng thực hiện cách chia như ở bài ở phần A đó. Ta có này. X mũ 3 trừ đi 13x cộng m chia cho cái đa thức. Ta để cách ra sau cái chữ m này một chút để xuất hiện cái hệ số này này, mình còn viết có chỗ viết cái hàng số cụ thể đó. Chia cho đa thức x bình phương cộng 4x cộng 3. Hai đa thức này mình đã sắp xếp rồi. À còn thiếu này, chỗ này chú ý này. Đây là bậc 3 xuống bậc 2, đúng không? Như vậy mình phải để cách một chút nhé. Để cách một chút, thầy viết lùi cái này xuống một chút này. Đây, viết để cách một khoảng trống để cho hạng tử có bậc là 2 nhé. Đây, trừ đi 13x. Đây, viết một chút này. Đó, để cách như vậy. Bây giờ mình thực hiện chia này. X mũ 3 chia x bình phương thì được x. X nhân x bình phương được x mũ 3, x lập phương. X nhân với 4x thì được cộng 4x bình, cộng 4x bình. Thì mình phải viết thẳng cột cái chỗ mình để trống cái này. X nhân 3 là 3x, tức là cộng với 3x ở đây. Đó. Rồi kẻ ngang. Rồi trừ. Đây là x mũ 3 trừ x 3 hết. Đây là 0x mũ 2 trừ 4x mũ 2 thì bằng âm 4x mũ 2. Âm 13x trừ cho 3x, tức là trừ 13 trừ cho 3, tức là trừ 16. Trừ 16x. Rồi hạ m xuống, cộng m thì viết lùi lại đây chút nhé. Đủ. À. Giờ đây là dư thứ nhất, ta lấy âm 4x bình phương. Mình chia cho x bình phương thì được âm 4, tức là trừ đi 4. Được chưa? 4 nhân x bình, âm 4x bình, âm 4x bình, âm 4x bình phương này. Được chưa nào? 4, âm 4 nhân 4 âm 16, âm 16x. Về âm 4 nhân 3, âm 12. Rồi mình kẻ ngang thôi, tìm dư thôi, kẻ ngang tìm dư này, trừ này hết này hết, còn là m trừ 12 m à, đây trừ cho trừ thành cộng, tức là m cộng 12. Được chưa? Như vậy cái đa thức này nó chính là đa thức dư, cái số dư đấy nhá. Muốn cho đa thức ax chia cho đa thức bx thì dư phải bằng không, thì ta lập luận tương tự như vậy thôi. Để cái đa thức để đa thức ax chia hết cho đa thức bx thì cái số dư đa thức dư đó là m cộng 12 bằng 0, m sẽ bằng âm 12, là kết luận thôi. Vậy m bằng âm 12 thì mình sẽ có là đa thức ax đã cho đã chia hết cho đa thức bx để cho đấy xong nhá. Thì chưa? Có đúng không? Mình làm đúng không? Rồi. Thôi nhá, dạng này mình dừng ở đây nhá. Còn lại con xem thêm ở trên kênh cái phần này. Đề cương ấy, đề cương cũng như là phần bài học trên lớp.